Nếu bạn vào trang Twitter của Thomas Tuchel, bạn sẽ thấy huấn luyện viên này vẫn follow một ai đó. Và khi bạn click vào, tài khoản của Chelsea sẽ hiện ra. Chính xác thì Tuchel vẫn còn follow Chelsea kể cả khi ông đã rời đi được vài tháng. Có lẽ đó là việc do lười cập nhật tài khoản mạng xã hội của huấn luyện viên này. Nhưng nhìn thấy điều đó, có lẽ một vài cổ động viên Chelsea lẫn các fan bóng đá cũng có một chút chạnh lòng. Bởi một lý do đơn giản, đó là một trong những người đàn ông tốt nhất đã đến với Chelsea trong nhiều năm. Và ông ấy không rời đi, mà chính là buộc phải rời đi, hoặc thô hơn là bị đuổi đi. Việc bị đuổi đi đã khiến Thomas Tuchel trải qua một giai đoạn suy sụp tinh thần nghiêm trọng trước khi ông tự chữa lành cho mình. Nhưng ở hiện tại, rất nhiều cổ động viên của Chelsea đang trải qua một giai đoạn suy sụp tinh thần tương tự khi họ nhìn vào những gì mà đội bóng đang trải qua vào lúc này. Chelsea đã tiếp tục hòa Nottingham Forest trong trận đấu mới nhất của mình. Họ đã bị dồn ép sau khi dẫn bàn. Kepa đã có những tình huống cứu thua đáng khen, nhưng rồi vẫn không tránh được một bàn thua và cuối cùng chỉ có một điểm rời sân. Đã 4 vòng đấu gần nhất ở ngoại hạng Anh, đội bóng thành London không thể thắng khi phải hành quân xa nhà. Và điều đó tiếp tục khiến họ không thể tiến lên phía trên của bảng xếp hạng. Bạn có thể thấy ở đây, 30 phút đầu hiệp 2 và Chelsea chẳng sút được một quả nào. Họ thậm chí còn nhận 9 cú sút từ Nottingham Forest, cũng chẳng cần bật bảng xếp hạng lại một lần nữa để coi đối thủ của họ đang đứng ở đâu. Đây là những gì mà người hâm mộ đã than vãn trước khi Chelsea có khoảng thời gian tồi tệ nhất dưới trướng của huấn luyện viên người Đức. Họ ở mùa giải trước từng đứng đầu giải đấu trong giai đoạn đầu mùa. Hoàn cảnh tất nhiên hoàn toàn khác nhau khi The Blue ở giai đoạn đó hoàn toàn có một lực lượng khỏe mạnh và vào form. Nhưng cơ bản là sự nhớ nhung của những cổ động viên đội bóng áo xanh khi họ còn đang chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công hấp dẫn nhất Premier League lẫn châu Âu. Ở hiện tại, chuỗi kết quả mà Chelsea đang tạo ra tại Premier League được mô tả bởi sự thất vọng lớn. 7 trận gần nhất thua 3, hòa 3 và thắng 1, đội bóng này hoàn toàn có thể làm được nhiều điều hơn thế. Có một giai đoạn mà Chelsea trở thành một trong những câu lạc bộ được theo dõi nhiều nhất Premier League. Họ tạo ra những trận đấu tuyệt vời trước Liverpool và cả Manchester City, và đó được ví như những cuộc đấu trí giữa các huấn luyện viên tài ba với những phong cách khác nhau. Đó là một trong những giai đoạn đẹp nhất của đội bóng trong nhiều năm trở lại đây. Thomas Tuchel đã biến một câu lạc bộ nhận thất bại 1-7 trước Bayern Munich trở thành đội bóng cạnh tranh hàng đầu. Tất nhiên, mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng. Vài ngày gần đây, Chelsea công bố việc họ đã có được giám đốc thể thao mới cho mình và cũng vừa hoàn thành bản hợp đồng nữa mang tên Badiashile. Nhưng nó cũng khiến một câu hỏi được đặt ra với họ. Có đúng không khi Todd Bowley nên thuê giám đốc thể thao trước khi ông chi 300 triệu bảng vào mùa hè và sau đó sa thải Thomas Tuchel? Đó đều là những quyết định lớn ảnh hưởng đến một câu lạc bộ. Đây cũng không phải là một video đổ lỗi cho Graham Potter, mặc dù ông vẫn có một số câu hỏi bị đặt ra về chiến thuật trong trận đấu với Nottingham, như vì sao vẫn cố sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ hay việc không có phương án lên bóng nào khả quan hơn ngoài việc đưa sang bên phải. Graham Potter vẫn rất tuyệt vời, là một trong những huấn luyện viên người Anh bạn cảm thấy có sự khác biệt so với nhóm còn lại và đã tạo ra một trong những Brighton gai góc nhất từng chứng kiến. Nhưng làm việc ở một câu lạc bộ tầm trung và một câu lạc bộ lớn là hai điều rất khác nhau. Potter sau trận thắng Bournemouth đã nói rằng ông không ngây thơ về việc rất nhiều ý kiến nói ông không đủ tốt hay không chịu nổi áp lực dẫn dắt một câu lạc bộ lớn. Nhưng kể cả huấn luyện viên này có cứng rắn hơn, ông chắc chắn cũng đang nhìn thấy những kết quả đang không ủng hộ mình. Với một cổ động viên của Chelsea, việc họ cần làm vẫn phải là ủng hộ Potter, rằng nếu họ không làm thế thì chẳng còn ai làm thế cả. Vì vậy đây không phải là một cuộc chỉ trích nhắm vào Potter, vì những gì ông đang có trong tay đều tiêu cực. Một danh sách dài cầu thủ chấn thương, những trụ cột từng thi đấu cực hay cũng đang có phong độ phập phù và những tiếng lao phê bình xuất hiện ở khắp nơi. Có phép màu mới có thể đưa Chelsea ổn định lại ngay lập tức, họ cần thời gian để tự chữa cho mình. Nhưng đây là câu chuyện về cảm giác và những ký ức ngọt ngào đang thực sự khiến fan Chelsea cảm thấy mọi thứ tồi tệ lúc này, gần như là bởi quyết định quá vội vã của ông chủ mới Todd Bowley. Không có lời phàn nàn nào cho vị doanh nhân đến từ Hoa Kỳ này về mặt chi tiền, khi ông vẫn đang chịu chi và tiếp tục chi để mua về những bản hợp đồng mới mà câu lạc bộ cần. Enzo Fernandez cũng là người gần đội bóng nhất, ngay cả khi chi phí phá vỡ hợp đồng là rất cao, nhưng phần còn lại của quá trình là một thảm họa đến từ việc tuyển dụng nhân sự. Có rất nhiều cái sai trong quãng thời gian vừa qua tại Chelsea và nó chồng chéo lên nhau khi Chelsea bị Leeds United và Brentford bắt nạt. Chính Tuchel cũng đã nổi nóng khi Arsenal đánh bại The Blue vào tháng 7 trong trận giao hữu. Huấn luyện viên người Đức cũng bảo rằng đội bóng thua vì họ vẫn có những con người cũ và vấn đề cũ. Đó là quãng thời gian Chelsea vẫn cố gắng chiêu mộ nhân sự. Tuy nhiên kể cả trong quãng thời gian mà Chelsea vẫn chưa chơi tốt ở đầu mùa này, không ai có ý niệm nào về việc Chelsea có thể bị sa thải sau khi đã chi rất nhiều tiền. Tuchel đã không tham gia vào quá trình chuyển nhượng mà chỉ đứng ở vai trò người bật đèn xanh. Nhưng dù cho vậy thì ông vẫn chịu trách nhiệm nếu những cầu thủ đem về chơi không tốt. Có điều là đến cả huấn luyện viên này vẫn còn chưa kịp làm điều đó.
ông sẽ không thể thấy Koulibaly chơi tệ ra sao trong trận đấu với Nottingham. Sự chồng chéo xảy ra là bởi công việc phân tích và mua người được thực hiện với các ekip mà Marina và Cech có. Nhưng khi họ rời đi, chuyện mua bán cũng chấm dứt và Tuchel thì không sẵn sàng để làm một phân tích viên trong chuyện mua bán. Đầu tháng 12, cựu tuyển thủ người Anh Kieran Dyer đã có một vài tiết lộ cho biết rằng một số cầu thủ xin được giấu tên đã nói với anh về cảm nhận của họ khi làm việc với Thomas Tuchel và Graham Potter. Không có sự so sánh nào chi tiết về việc ai là người giỏi hơn, nhưng Tuchel đã mô tả là một huấn luyện viên phi thường khi so sánh với những nhà cầm quân hàng đầu khác. Giờ sẽ có câu hỏi được đặt ngược lại rằng nếu Tuchel vẫn còn tại vị, liệu ông có thực sự khiến Chelsea tốt hơn so với hiện giờ? Một câu hỏi mà bạn chẳng bao giờ biết được. Nhưng với những gì người đàn ông đó đã làm tại đây và với tất cả tình cảm mà người hâm mộ Chelsea dành cho ông, họ thực sự mong muốn được chứng kiến điều đó. Thực tế một chút, Chelsea hiện tại có những vấn đề rất cụ thể để khiến họ nhàm chán như vậy. Hai hậu vệ cánh tấn công tốt nhất giúp hàng công của Chelsea có chiều rộng tạo cơ hội để vượt qua hàng tiền vệ. Họ cung cấp các góc tấn công khác nhau. Không có họ, mọi thứ sẽ trở nên nhạt nhẽo. Điều có thể đoán trước được. Ở trận đấu trước Bournemouth, khi James chưa tái phát chấn thương, anh đã có 2 cú sút và thực hiện 5 quả tạt. Nhưng ảnh hưởng của cầu thủ này không chỉ là ở những gì anh làm được, mà còn là cơ hội mà anh tạo ra cho các thành viên khác. Chỉ ra rằng Chelsea đang phụ thuộc vào các hậu vệ cánh của họ và cũng là để làm nổi bật thiếu sót ở những nơi khác. Và đây là một chủ đề quen thuộc. Những cầu thủ giỏi không chắc đã gắn kết thành một đội bóng tốt. Ở vị trí tiền đạo cắm, Pierre-Emerick Aubameyang chỉ là phương án dự phòng sau khi Romelu Lukaku rời đi. Ở trung tâm hàng thủ, Wesley Fofana là một cầu thủ giỏi nhưng đã phải vật lộn với chấn thương trong 18 tháng. Trong khi Kalidou Koulibaly không còn là cầu thủ như anh từng nổi tiếng ở Napoli. Các vấn đề về thể lực đã bắt đầu làm suy yếu N'Golo Kanté, trong khi Jorginho cần những người đồng đội hiểu mình thi đấu cùng. Và cả hai đều đã 31 tuổi, sẽ hết hợp đồng vào mùa hè. Niềm tin được đặt vào Conor Gallagher, nhưng hiện tại không rõ anh chàng này sẽ phù hợp với vị trí nào trong đội hình Chelsea và anh cũng đã thi đấu rất tệ trước Nottingham. Cũng không ai trong số các tiền đạo cánh của họ thuyết phục được người hâm mộ. Hakim Ziyech có kỹ năng nhưng thiếu sự tàn nhẫn, Pulisic có tốc độ nhưng lại xử lý kém, Raheem Sterling thi đấu khá ổn nhưng vẫn mang lại cảm giác lo lắng. Chính việc sa thải Tuchel đã làm lu mờ mọi thứ, không phải vì bản thân quyết định này mà là cách nó tập hợp rất nhiều yếu tố của bóng đá hiện đại lại với nhau. Bóng đá không phải là một trò chơi đơn giản, nó không chỉ là việc mua những cầu thủ tốt nhất, điều quan trọng là phải làm cho hệ thống hoạt động đúng và điều đó rất phức tạp. Lý do khiến những người giàu có thể sai lầm là vì thế, vì môn thể thao này phức tạp và hầu hết mọi người đều phạm sai lầm. Boli có thể có đam mê nhưng chắc chắn chưa phải là một ông chủ giỏi. Và giờ những gì đang chờ Chelsea thực sự là mù mịt, chẳng biết mùa giải của họ có thể đi tới đâu sau khi có thêm nhân sự ở mùa đông này. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wescan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.